Các bạn vẽ đẹp hay là vẽ xấu? Vẽ cực kỳ xấu. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay thì Gấu Đỏ sẽ chơi một cái game mà vẽ xấu vẫn có thể chơi được các bạn nhá. Không quan trọng vẽ xấu hay vẽ đẹp, chỉ cần vẽ làm sao để mình chiến thắng được là ok rồi. Bây giờ chúng ta cùng vào game thôi. Đây rồi, mọi người nhìn thấy không? Mình là nhân vật màu xanh ấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ vẽ nhá. Vẽ bất kỳ thứ gì là sẽ được dùng cái thứ đấy để đi chiến đấu luôn các bạn ạ. Rồi, như người ta đang gợi ý là vẽ một cái hình tam giác à? Không, mình sẽ không vẽ một cái hình tam giác. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái cây cho các bạn nhá. Một cái cây này. Cái game này đặc biệt là chỉ vẽ được một nét thôi các bạn ạ. Ô, đây là hết rồi. Rồi, đi thử xem nào. Chiến đấu thôi. Wow. Như kiểu là có một cái dâu ở bên cạnh nha các bạn ơi. Đâm thẳng. Lại không nè. Một phát trên kia rất dài luôn. Wow, đẳng cấp. Like. Tiếp theo nào. Bây giờ có một cái nhân vật đang rất là hot, đó là Huggy. Để mình thử vẽ Huggy xem sao các bạn nha. Nhưng mà không biết là có đủ để vẽ Huggy không. Vẽ cái đầu này. Thôi, ui, chỉ vẽ được mỗi cái đầu thôi các bạn ạ. Vẫn còn thiếu cái mồm, cái cằm. Thử đi đánh nào. Ui, không có cái gì đỡ ở dưới thì làm sao mà đi đánh nhau được. Chưa gì đã rất tủng một cái rồi. Không ổn một chút nào hết. Để vẽ lại nhá. Bây giờ mình vẽ lại, mình sẽ vẽ ở dưới trước. Rồi, mới được một cái đầu rồi các bạn ạ. Không vẽ được hết cả cái Huggy. Rồi, không sao, vẫn ổn. Đi nào. Bay trong biển. Hắn chìm mình cũng chìm luôn. Nhưng mà hắn chìm trước là hắn thua. Mình được người ta vớt lên là mình vẫn sống mọi người ạ. Tiếp theo nào. Wow, lần này mình đã có một cái đào thật là to. Được đấy. Nhưng mà mình sẽ vẽ làm sao để cho nó thật đẹp nào. Các bạn nghĩ mình sẽ vẽ cái gì đây? Mình sẽ vẽ một cái ô tô đi. Ô tô nào. Ô tô như này à các bạn. Ô tô thiếu cửa sổ. Rồi, cái đèn. Ok luôn. Đi nào. Được đấy. Ui, hắn có một cái rất là to kìa. Đéo hắn. Chu. Wow. Đẳng cấp không các bạn ơi. Ui, lần này này các bạn ơi, các bạn nhìn hắn kìa, rất là to luôn, nhưng mà chưa nhìn đến đặt đầu hắn đâu, nhưng mà cao hay là cao rất là nhiều luôn. Mình chỉ có một cái lá chắn như một cái loa ấy. Và mình sẽ vẽ cái gì để có thể chiến đấu nhỉ? Mình sẽ vẽ một bao quanh người mình đi để chắn cái đổ vào người các bạn nha, tại vì cái đấy rất là to. Mình sẽ vẽ một cái chắn. Rồi, đi thử xem nào. Rồi. Mình có con đao nhưng mà rơi mất rồi các bạn ơi. Nhìn xe của hắn to thế kia thì làm sao mà đánh được các bạn? Xe của mình thì lùn. Hắn đổ rồi tao ấy. Thế là mình cứ thắng hay là hắn thắng nhỉ? Hắn thắng rồi các bạn ơi. Mình thua. Lại nha các bạn nhá. Lạ nào. Lần này mình sẽ vẽ cái gì đó chắc chắn hơn cái bánh đằng trước này. Như một con run luôn. Rồi, đi thôi. Lần này ta sẽ cho người biết tay. Lấy đạn. Wow. Hắn rất là to luôn các bạn. Wow, đã mất một viên nữa rồi. Này đây. Ui. Yeah, chiến đấu. Wow. Bay. Các bạn thấy hay chưa? Wow. Nào. Ui, mình bay lên trên luôn. Thế là hắn chọc mình rồi các bạn ơi. Lần này mình sẽ cố gắng làm lại các bạn nhá. Để mình vẽ một cái ngôi sao. Thử xem một ngôi sao. Được rồi, được một ngôi sao rồi. Đi thôi nào. Wow. Nào, lần này ta sẽ trả thù. Xe to à. Game này không công bằng các bạn ạ. Mình thì bé tí mà nó thì to đùng thôi. Nhưng mà như thế thì mới hấp dẫn đúng không các bạn. Nào. Một phát nữa. Mình sẽ chọc dần để cho hắn rơi xuống các bạn nhá. Gần rơi trong biển. Lùi. Đâm. Cuối cùng đã thắng rồi nè. Wow, các bạn thấy Gấu Đỏ đẳng cấp không? Các bạn thấy hay thì like video này và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Gấu Đỏ nhá. Tiếp theo nào. Wow, lần này hắn có một cái xe gì đây các bạn ơi? Một cái xe nhìn giống như một cái thuyền đấy các bạn. Cái thuyền nhưng mà lại có bánh. Hắn vẽ cái thuyền thì mình sẽ vẽ cái xe đạp các bạn nhá. Nào, cái xe đạp là như nào nhỉ? Xe đạp hai bánh đúng không các bạn? Nào. Lên đây này, cái yên xe này, đấy. Còn đây là cái bên này nữa này. Cái khung này. Rồi cái bàn đạp. Rồi, giống cái xe đạp không các bạn? Đồ ngu. Đồ ăn hại. Không giống lắm. Tại vì Gấu Đỏ không có hoa tay, Gấu Đỏ chỉ vẽ được thế thôi các bạn ạ. Nào, nhưng mà hy vọng là sẽ chiến thắng các bạn. Ui, nơi này hắn có đâm vào mình không các bạn ơi? Ui. Wow, hắn đã bị bay một bánh trước rồi. Hắn đâu. Wow. Tiếp theo này các bạn ạ. Thế mà hắn vẫn thắng được mình các bạn ạ. Bay một bánh rồi nhưng mà cái đao của
đoán rất là dài luôn. Được rồi, tên này khá đấy, mình sẽ cẩn thận hơn nha. Ui, lần này là một cái xe gì đấy các bạn ơi? Cái xe này giống như là một chữ M ấy. Thế đã thế thì mình sẽ vẽ một chữ N đi. Chữ N nha. Rồi, cái xe chữ N luôn. Nào. Được luôn. Wow, lần này gấu đỏ tự tin là gấu đỏ thắng các bạn ạ. Wow wow wow, cái xe của gấu đỏ là én. Nào, ủi luôn. Wow wow, các bạn nhìn hắn kìa. Hắn có một cái xe nhìn có vẻ rất là chắc chắn luôn đấy các bạn ạ. Wow, thì chắc chắn này. Mạnh. Hắn rơi một bánh rồi các bạn ơi. Nào. Thôi chết rồi, hắn bị mắc kẹt ở đây rồi. Làm cách nào đây? Mình sẽ lấy cái bánh này mình đẩy lên. Đẩy lên tiếp. Đẩy nào, đẩy cái bánh nào. Pha cuối cùng rồi. Cố lên, mình bay ở trên không luôn. Wow, lao, vẫn chưa được các bạn ạ. Cố lên. Ôi, đầu với tên này mất nhiều sức lực quá các bạn ạ. Ui, bốc cả khói rồi mà vẫn chưa đứa nào chịu thua này. Ở chỗ này còn có một con sư tử ở trên khán đài này. Mình có vẻ là mình sắp thắng rồi đấy các bạn ơi. Cố lên. Wow. Vào luôn. Phải có chiến thuật các bạn nhá. Nào, vào luôn này. Vẫn thua các bạn ơi. Sao gấu đỏ toàn thua rồi nhỉ các bạn nhỉ? Phải làm lại. Lần này hắn có 3 bánh các bạn ạ. Nhưng mà mình thì lại có một cái bắn pháo. Làm sao để bắn một phát trúng hắn luôn. Được luôn, mình sẽ vẽ cái gì đây các bạn ơi? Mình sẽ vẽ một cái hình cái lá cây đi. Lá cây nhá. Hết rồi, không vẽ được nữa các bạn ạ. Rồi nhưng mà không sao, mình hy vọng là lần này sẽ được. Wow, bắn. Chưa kịp ra tay, cái khẩu súng của mình đã bắn 2 phát là hắn đi đời luôn rồi. Đấy, được đấy. Wow, lần này mình cũng có 3 bánh rồi này. Để xem là hắn có cái gì kìa. Hắn là một cái xe gì ấy, nhưng mà hắn lại có một cái ô đội trên đầu rất là ngầu luôn. Rồi có cả một cái lá cờ nữa. Được thôi, mình sẽ vẽ một cái mặt người đi. Ui, không đủ để vẽ các bạn ạ. Nhưng mà thôi, vẫn được. Ôi, có rơi ghế không? May quá là không rơi ghế các bạn ơi. Nào, để xem ai thắng trận này đây. Cái xe của mình kìa. Tay, mình đã rơi rồi. Lần này mình mới mua một cái mũ thổ dân rất là đẹp luôn. Còn hắn đội cái mũ ngựa, nhìn vinh vinh vào báo. Và hắn có cái xe gì kìa, xe chữ X à? Được luôn, mình sẽ vẽ hình bàn tay nhá. Bàn tay 5 ngón. Ôi, thôi chết rồi các bạn ơi. Không đủ bàn tay rồi mà chết. Kiểu này mất một bánh xe rồi. Ui, thế này đi có được không các bạn? Wow, vẫn đi được này. Wow, vẫn tận dụng được cái bánh này. Tiếp theo, để xem là ai sẽ thua trong trận này nha các bạn nha. Wow, hắn đâu rồi. Wow, một bánh nhưng vẫn thắng luôn mọi người ơi. Yeah. Các bạn bấm like video này để ủng hộ gấu đỏ nào để chiến đấu tiếp theo các bạn. Một cái xe hình cây thông Noel là, nhưng mà không nhìn thấy người đâu. Chắc là hắn ngồi chót vót ở trên cao. Như vậy thì mình sẽ ở dưới thấp thôi. Mình sẽ đánh cho hắn ngã xuống các bạn nha. Nào, một cái bánh xe to này. Wow, mình sẽ vẽ một cái ghế ngồi đây. Che chắn hết đây luôn. Chỉ đơn giản như thế này thôi, chắc chắn là thắng luôn các bạn. Không cần nói nhiều. Wow, cái xe của hắn kia nhìn chưa đi đã đổ muốn đổ rồi các bạn. Ui, hắn còn có cái gì hắn bắn mình hay sao ấy các bạn ạ? Hắn đâu rồi? Hắn đâu rồi? Ui, người bay xuống rồi các bạn ơi. Mới đánh có 2 phát rồi, rơi luôn xuống biển. Tưởng thế nào? Để tiếp theo, lần này mình có một cái xe 3 khẩu đại bác luôn, bắn càng. Còn hắn là đầu bếp à, có một con dao thịt lợn à. Không ăn thua, hình như là những cái bát tại sao ấy. Được luôn, bây giờ mình sẽ vẽ nối 3 cái này đã. Rồi sau đó mình sẽ vẽ chỉ đơn giản thế này thôi nào. Rồi, bắn nào. Đấy các bạn thấy không? Đơn giản quá. Như thế này không hay, không thú vị. Phải gặp một đối thủ nào cực mạnh cơ. Để xem nào. Đây rồi. Đối thủ này có một cái xe các bạn ơi. Wow, hắn có cái bánh xe gì mà quay tròn. Nhìn đã ngầu rồi đấy. Còn mình từ nãy giờ vẫn chỉ là 2 cái bánh xe này thôi. Nhưng mà ngầu như thế, liệu có thắng được gấu đỏ không? Để xem nào. Bây giờ gấu đỏ thử vẽ hookie lại xem có vẽ được không các bạn nhá. Lúc này vẽ không đủ. Bây giờ vẽ này, cái mặt này. Wow, được cái mặt rồi. Bây giờ vẽ mặt. Ui, vẫn không vẽ được các bạn ạ. Khó ơi là khó luôn. Nhưng mà không sao, đi nào. Ngồi ở trong này là yên tâm rồi. Wow, cái bánh xe của hắn ngầu không kìa. Ui, đừng rơi là thua đấy. Đừng rơi. Wow, có đánh được nữa không? Thôi. Thế là mình vẫn chưa thua các bạn ơi. Wow, lao luôn xuống biển các bạn ạ. À thế làm sao mà? Wow, lần này là một cái xe gì đây các bạn ơi? Nhìn hầm hố như này liệu mình có thắng được hắn không nhỉ? Nhưng mà không sao.
Mình là ai? Mình là gấu đỏ mà sợ gì? Chơi luôn. Được luôn nào. Mình sẽ vẽ một cái bảo vệ nhá. Rồi tiếp theo nào. Ấy 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 ấy, ấy. Nhìn ngầu không các bạn ơi? Nào nào nào. Ui, thôi. Đời mất con dao rồi các bạn ơi. Mình đã có làm ăn gì nữa không? Hy vọng là cái xe này vẫn giúp mình thắng được các bạn nha. Ấy ơi, hắn chọc. Hắn bắt đầu chọc vỡ của mình rồi các bạn ạ. Ui. Biết ngay mà, rơi con dao rồi thì còn làm ăn gì nữa. Mình sẽ làm lại nha mọi người nhé. Đang chơi game thì tự nhiên lại hiện ra quảng cáo. Game gì đấy? Game này là game kiểu Hole gì đấy các bạn ạ. Ui, nhưng mà thôi. Bây giờ mình không có thời gian chơi đâu. Thôi, không chơi thử đâu. Ui, vẫn bắt mình chơi thử này. Được rồi, mình chơi luôn. Ăn hết mấy cái nhà này nha. Ui, đúng rồi. Wow. Càng ăn nhiều thì càng to đúng không các bạn ơi? Ui, thôi. Tôi không có thời gian tải đâu. Để mình xem nào. Mình có thể mua được cái gì không các bạn nhỉ? Đâu nào? Mình có 2150 tiền vàng. Mà mình có thể thay được bánh xe này 400 này. Wow, bánh xe gai tặng 2000 luôn. Và bên này chẳng có cái gì không? Đây là cái lá cờ này. Đây là mặt người này. Còn đây là mũ, mũ lúc nãy mình mua rồi. Mình sẽ mua một cái bánh xe ngầu ngầu nhé các bạn nhé. Bánh xe thì wow, bánh xe 10.000. Mua một cái bánh xe gai đi, 2.000 luôn. Wow, được luôn. Vào chiến đấu nào các bạn. Đấy, các bạn thấy bánh xe gai đẹp không? Hắn là bánh xe cao su, còn mình là bánh xe sắt luôn. Nào, vẽ cái gì nhỉ? Hắn vẽ một cái vòng tròn à. Mình sẽ vẽ một cái số 6 đi các bạn nhé. Số 6 này, được số 6 luôn. Đi nào. Đâu rồi? Wow. Hắn cũng đâm mình đấy các bạn ơi, cái bánh xe sắt của mình. Wow. Bốc khói nghi ngút luôn. Cây xương đồng nhìn ngầu không? cái bánh xe sắt của mình nhìn thấy thôi nhưng mà chạm vào người hắn không có tác dụng gì các bạn ạ. Làm đẹp làm cảnh thôi, còn hắn đã dùng cái dao của hắn mà đâm vào mình rồi. Không ổn một chút nào rồi. Lại quảng cáo. Một con xe bọ cạp chặn rất nhiều chân. Hắn vẽ bọ cạp thì mình sẽ vẽ một con rắn nào. Con rắn à, đầu lên tận đây luôn các bạn ơi. Wow. Con rắn của mình này. Ít nhìn một cái các bạn. Nào. Ui bay rồi. Ui hắn này còn cười. Được lắm. Đại đấy. Lần này hắn có một xe X nhưng mà mình có cả một dàn pháo luôn. Và mình cũng vẽ chữ X xem sao. Wow. Để xem nào, bắn thế này thì hắn chống thế nào được các bạn? Thua luôn rồi. Wow, hắn vẽ cái gì kia? Vẽ bông hoa các bạn ơi, bông hoa ba cánh nhá. Thế thì mình sẽ vẽ con dao để đi chặt cái bông hoa này các bạn nhá. Vẽ con dao đó. Đấy, giống con dao cho các bạn ơi. Đi thôi. Nào, wow, cái xe. Ôi trời ơi, rơi mất cái bánh bắn rồi các bạn ạ. Nhưng mà thôi, mình không cần bắn. Ôi, thấy chưa các bạn ơi, thắng rồi, đơn giản lắm. Vậy là vừa rồi gấu đỏ đã vẽ rất nhiều loại xe để đi chiến đấu. Các bạn thấy xe nào của gấu đỏ đẹp nhất? Và các bạn đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ gấu đỏ nha. Còn bây giờ video của gấu đỏ đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn.